Thì với các bạn đây là ba sản phẩm mà hôm nay mình sẽ liên kết với Shopee để làm flash sale giảm 5% trên Shopee. Chiếc đầu tiên đó là cái kìm mở LED của hãng Kenepec, mã số là 8605250. Đây là chiều dài 250 và mở được ốc đến 52. Nó mở bằng cách là các bạn nhấn lấy tay phải, lấy tay thuận của mình á, các bạn nhấn vào cái nút này nè. Bạn kéo nhẹ nó xuống là nó xuống. Và các bạn có thể điều chỉnh đến bất kể con ốc nào, hệ inch và hệ mét. Cái mặt trước này các bạn thấy cái số nè, số ở đây là số hệ mét. Còn ở mặt sau của nó, và các bạn có thể thấy là số hệ inch của nó. Đây, số hệ inch. Khi mình mở ốc á, thì mình nhìn vô trong cái lỗ này nè, trong cái khe này nè, và mình có thể biết được là cái ngàm này nó đang mở là bao nhiêu. Mình bấm nhẹ vào đây để mình di chuyển cái ngàm của nó. Mình bấm nhẹ mình di chuyển cái ngàm của nó và mình sẽ nhìn trong cái chỗ này để mình biết được con số cái cỡ ốc. Đối với cái kìm mở LED này á, thì tay cầm êm, thân mạ chrome. Đây là bản cao cấp nhất của hãng Kenepec về một cái kìm mở LED. Chiếc kìm thứ hai đó là chiếc kìm cắt Kobo 7112200. Cái kìm này nó có thể cắt được thép piano wire đến 3.6. Cách mở là các bạn bóp nhẹ tay cầm và nhấc nhẹ cái chốt lên để các bạn cắt. Này. Mình không có giật mạnh ra như thế này nha các bạn. Bóp nhẹ xuống và chúng ta nhấc lên. Không xài nữa, chúng ta khóa nó lại. Ở cái miệng cắt của nó hơi có một cái vân sọc như thế này. Thì cái đấy là do tôi cứng da cường á. Đây là chiếc kìm cắt Kobo. Nó tôi cứng lưỡi 64HRC. Chiếc cuối cùng là cái bộ lục giác màu Rainbow của thương hiệu BB Sweet Tool. Với cái bộ này á, thì nó có tất cả là 9 cây từ size 1.5 cho tới 10, 1.5 cho tới 10. Cái màu của nó không phải là chỉ làm để chơi, mà cái màu của nó là mình nhìn vô trong cái màu, mình nhìn vô cái màu để mình biết được cái kích cỡ. Ví dụ như là cái cỡ số 4 yellow, đây mình nhìn vô màu vàng là mình biết đây là cỡ số 4. Rồi, cảm ơn các anh em.